về hả? Trời ơi, mang rau về cho mẹ à? Sao con chồng ở nông trại đây hả? Trời ơi, mẹ cảm ơn nhá. Mẹ cảm ơn con nhá. Mẹ bế vô nào. Rau xanh ngon thế. Đi con gái với mẹ à? Rau tít trồng xanh ngon đấy nhở. Cho mẹ vô con luộc rau ăn nhá. Mình làm luộc lên rồi á, chấm nước mắm ăn nhá. Mì ngon đấy. Nước sôi rồi, mẹ bỏ rau vô nhé. Rồi cho một tí rau chín nữa là được. Con làm nhá. Con thấy không? Thì bữa nay con ở trong trại, con có nhớ mẹ không tí? Đó, con có nhớ mẹ không? Thế bạn Dê hôm bữa bạn Dê ốm, bữa nay khỏe ra tí? Hả? Khỏe rồi đúng không?